Bên nhà chị có nuôi nhiều con nhiều. Bên nhà chị còn nhiều dế. Hôm nay cả chú đầu tiên cả ba đẻ hết ở ngoài cửa nhà. Vâng. À. Còn bên nhà ấy không? Không phải chuyến chuyến dế đầu tiên của khách hàng. Khách hàng mua trứng về nhân nuôi ra và trang trại Thanh Sơn thu mua dế lâu dài với khách hàng gần xa trên toàn quốc. Quý khách nhân ra trang trại Thanh Sơn thu mua hàng tháng và thu mua lâu dài với giá cả ổn định, có hợp đồng đầy đủ. Website trang trại Thanh Sơn.com, trang trại Thanh Sơn có địa chỉ tại Hà Nội. Quý khách xem tại trên website. Website thì có hàng nghìn thông tin với hàng vài nghìn, 4-5 nghìn video mà trang trại Thanh Sơn hoạt động từ những năm 2004 cho đến nay. Đấy, và sự phát triển càng ngày càng lớn, ngày nào chúng tôi cũng tải video lên trên kênh hai kênh YouTube trang trại Thanh Sơn kênh 1, trang trại Thanh Sơn kênh 2. Quý khách theo dõi tải video short của trang trại Thanh Sơn thì sẽ được tham khảo tất cả các cái video hàng ngày chúng tôi tải lên đấy ạ. Video ngang, video dài thì khoảng vài hôm thì chúng tôi đưa lên một video. Ở video ngang bây giờ thì lượng khách hàng xem rất là ít. Quý khách không có nhiều thời gian để xem bằng những cái video ngang đấy, thì quý khách xem những video ngắn tải lên khoảng 1 phút ở trên YouTube đấy ạ. Để mất thời gian quý khách, còn thời gian mình để săn dế bác nhỉ. Đấy, chỉ dùng bằng bìa gập thế này thôi, bìa vỉ trứng gà và bìa gập chúng ta sẽ tất cả dùng để nuôi được con dế thành công. Bìa cắt tông hoặc là thùng xốp để nuôi dế nhỏ, thùng gỗ để nuôi là tốt nhất, bởi vì thùng gỗ nó bền, mỗi một thùng đấy mình có thể mình nuôi hàng chục năm không bị hỏng, chỉ trừ cái đáy khoảng 5-7 năm mình có thể mình thay một cái đáy một lần, và lại còn lại thì mình cứ dùng thôi, rất là đơn giản hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao cho mọi người nuôi.